bỏ đường thầm với lại là tỉ đường thầm, bỏ đường thầm thì con gần ba lớp rồi, cầu lớp bó lớp lưới, lớp cầu là tiết ra cortisol, lớp bó nó tiết ra cortisol, lớp lưới tiết ra estrogen, còn tỉ đường thầm nó tiết ra catecholamine. Thì cái bài testing đó, do thuốc đó, là một cái bài tập trung về vỏ đường thầm, mà chủ yếu là về lớp lớp bó, lớp bó là lớp tiết ra cortisol á. Thì những cái bệnh nhân thường đó, người ta bị đau nhức khớp á, thường ta sẽ mua một cái loại thuốc mình gọi đó là corticoid. Cái thuốc này uống vô nó sẽ giảm đau, cho nên bệnh nhân uống rất là nhiều, mấy bệnh nhân đau khớp uống rất là nhiều ha. Thì cái corticoid này khi mà uống vô cơ thể á, thì cơ thể nó sẽ hiểu là cơ thể nó đang có cortisol rồi, cho nên là tuyến đường thận nó sẽ không có làm việc nữa, nó sẽ không có tiết ra cortisol nữa ha. Nó làm biếng, nó nghỉ ngơi. Thì khi mà bệnh nhân uống một cái lượng mà corticoid vừa đủ trong một cái khoảng thời gian vừa đủ thì tuyến đường thận nó sẽ ngưng làm việc luôn, mình gọi nó là bị suy đường thận. Thì nếu như bệnh nhân bị suy đường thận mà bệnh nhân ngưng corticoid đột ngột, là bệnh nhân đang uống một ngày đó là bệnh nhân ngưng thì sao, tuyến đường thận nó không có làm việc, bệnh nhân sẽ bị thiếu cortisol, mình gọi đó là suy đường thận. Thì những bệnh nhân bị suy đường thận á, là cái nồng độ mà cortisol sinh lý tiết ra mỗi ngày á, là nó đã không đảm bảo rồi. Mà những bệnh nhân đó khi mà nhập viện thì thường nó sẽ có một nằm trong một cái bệnh cảnh gì đó cấp tính, chẳng hạn như bệnh nhân bị nhiễm trùng, bệnh nhân bị tiêu chảy. Thì khi đó thì sao, về mặt sinh lý khi cơ thể mình gặp bất kỳ một cái stress nào á, thì đường thận nó sẽ tăng tiết cortisol tăng cấp 3 lần so với bình thường là thấp nhất. Mà bây giờ bệnh nhân bị suy đường thận á, cái nồng độ sinh lý thôi tiết ra còn không nổi nữa, mà bây giờ gặp stress đòi tăng gấp 3 lần, tăng hỏi không? Không. Thì bệnh nhân sẽ rơi vào một cái tình trạng là suy thượng thận cấp ha. Cấp. Thì biểu hiện của suy thượng thận cấp đó là gì? Biểu hiện của suy thượng thận cấp nó là bệnh nhân sẽ xuất hiện tình trạng chán ăn, bệnh nhân sẽ có cảm giác buồn nôn, và nặng hơn nữa là bệnh nhân sẽ nôn ói, ói luôn nha. Cho nên khi mà mình làm một cái bệnh án về testing thì trong cái phần bệnh sử của mình phải hỏi xem bệnh nhân có triệu chứng của suy thượng thận hay là không. Không biết bệnh nhân nhập viện gì cái gì đó tôi không biết, bệnh nhân có thể nhập viện gì sốt ho khạc đàn, bệnh nhân có thể nhập viện gì tiêu chảy, bệnh nhân có thể nhập viện gì lét chân. Thì bên cạnh cái việc mà mô tả triệu chứng nhập viện của bệnh nhân, tức là mô tả của bệnh nhân sốt sao, mô tả bệnh nhân ho khạc đàn sao, thì mình phải hỏi xem bệnh nhân này có triệu chứng của suy thượng thận hay là không. Tức là trong thời gian bệnh, bệnh nhân có chán ăn không, bệnh nhân có buồn nôn không, bệnh nhân có nôn ói hay là không. Rồi đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai trong phần bệnh sử là một bệnh nhân bình thường á, người ta sẽ không có nhập viện. Bệnh nhân suy thượng thận bình thường ta không có nhập viện. Khi mà người ta nhập viện á, thì thường nó phải có yếu tố thúc đẩy bất kỳ bệnh lý gì đó thì mới làm cho bệnh nhân bị buồn nôn, chán ăn, nôn ói, chứ bình thường người ta không nhập viện đâu nha. Thường chẳng hạn người ta là bị nhiễm trùng nè, người ta mới nhập viện, hoặc là người ta bị đơn thuốc đột ngột thì ta mới nhập viện, chứ không là ta ở nhà nha. Cho nên trong phần bệnh sử của bệnh án testing á, thì là bên cạnh cái vấn đề mà ta nhập viện, những cái vấn đề gì đó mình mô tả xong, thì nó sẽ có thêm một cái phần nữa là gì, phần trong thời gian bệnh nhân bị bệnh, bệnh nhân có buồn nôn không, bệnh nhân có chán ăn không, có buồn nôn không, có nôn ói nào. Trong cái phần viết bệnh sử á, của mình á, thì thường nó sẽ bao gồm 3 phần. Phần thứ nhất là mô tả về cái vấn đề mà bệnh nhân nhập viện lần này, như anh đã nói là sốt sao, hoặc là làm sao. Phần thứ hai sẽ là trong thời gian bệnh nhân bị bệnh đó, mình sẽ liệt kê những cái triệu chứng liên quan hay là những cái triệu chứng kèm theo của bệnh nhân. Tức là trong thời gian bệnh nhân bị bệnh, bệnh nhân chán ăn không, buồn nôn không, nôn ói không, đó là triệu chứng kèm theo. Rồi và phần thứ ba đó là phần chốt tức là cùng cái ngày bệnh nhân nhập viện đó, các cái triệu chứng trên mình đã liệt kê đó, nó sẽ diễn tiến không có cải thiện. Chẳng hạn như là bệnh nhân sốt không giảm, bệnh nhân ho không giảm,
bệnh nhân chóng mặt không giảm, bệnh nhân nhức đầu không giảm, cho nên bệnh nhân đến khám và nhập viện tại bệnh viện đa khoa của Cần Thơ. Ba phần như vậy ha. Rồi, ý cho đại diện bệnh sử cái nằm viện 3 ngày, bệnh nhân đang nghỉ ngơi thì thấy đau dọc sống lưng, đau âm ỉ không lan, đau tăng lên khi vận động và giảm khi nghỉ ngơi, kèm với đó giết hoài không có chấm, một trong những cái nhược điểm đó là giết hoài không có chấm, đọc mệt không chết, chưa xong câu nữa. Mỗi câu nó một ý thôi, nó hết ý chấm, nó ý khác. Kèm với đó bệnh nhân cảm thấy đau nhức tay chân, thấy không? À, nó cho nó chấm được rồi ha, đau lưng xong thì chấm đi ha, tới đau chỗ nào khác thì nhức còn sao. Kèm với đó bệnh nhân cảm thấy đau nhức tay chân, người mệt mỏi, có ý tự ra mua thuốc tây uống không có rõ loại thì thấy giảm. Và ngày hôm sau bệnh nhân thấy hai tay và hai chân phù lên thì ra ngoài mua thuốc uống tiếp nhưng cũng không có giảm. Rồi cùng ngày nhập viện thì tay chân nó phù nhiều hơn, kèm đau nhức nhức mỏi, đau kèm đau đầu nhức mỏi toàn thân, nên được người nhà đưa đến bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ nhập viện. Lịch sử này không có cái gì rõ ràng hết, không có bệnh nhân nào mà đây kỹ ngơi thì đau dọc sống lưng, đau âm ỉ không lan, người ta đau tăng lên khi vận động hết trơn á. Thấy bệnh nhân mà bị đau lưng nhức mỏi rồi bị không bị nó đẹp thì sao, cái đau người ta là đau mãn tính chứ phải là đau 3 ngày nha. Đau của ta là cái nào đau mãn tính, mà không cần quan tâm tới cái đau mãn tính thì ta làm nghỉ thôi ha. Đau này của ta là đau mãn tính rồi chứ không phải là đau của mới 3 ngày nay bị đau nha. Yeah. Đau mỹ không len, đau mỹ không len có vấn đề gì đâu. Tăng lên khi vận động và giảm khi nghỉ ngơi, các bạn đi ta xương khớp chưa? Đau tăng lên khi vận động và giảm khi nghỉ ngơi mình gọi là đau kiểu gì? Đau giảm cơ động nha. Tức là đau của gì? Đau của những bệnh lý mà xương khớp đó, đau kiểu cơ học đó. Rồi kèm với nó cảm thấy đau nhức tay chân. Đau nhức tay chân là sao? Rất mỏi. Cái gì nhất thì mỏi tay chân nó có quan trọng không? Nó có ý nghĩa gì không? Em thấy hơi chồng cái xuyên nó có rất mỏi tay chân. Có nhức mỏi tay chân hả? Rồi thì mệt mỏi. Rồi tự ra thì lúc tay muốn uống không có rõ rồi thì thấy giảm nhưng ít. Ngày hôm sau thì thấy hai tay và hai chân phù lên. Hai tay hai chân phù và mặt có phù không? Không. Hả? Mặt tròn tăng. Sao? Cái lúc em khám thì hết phù rồi em chuyển ngay bệnh nhân. Dạ nè, giờ hỏi nè. Dạ anh Duyên vậy á, anh nghĩ bệnh nhân phù là do nguyên nhân gì? Dạ, mình ghi xong, mình phải biết ghi xong, mình phải biết bệnh nhân phù do nguyên nhân gì á. Mà mình đi sâu mình không biết bệnh nhân phù do nguyên nhân gì, mình duyên chi đi sâu có biết bệnh nhân phù do nguyên nhân gì không? Hỏi tiền sử là mình không có gì trên tiền sử dễ gì hiểu không? Cái thấy triệu chứng để chi để biết mình đọc vô mình biết là do nguyên nhân gì, mình học triệu chứng nữa nhưng mình đi phán là thám tử vậy đó, mình phải càng có nhiều manh mối thì mình mới biết nó do nguyên nhân gì. Còn mình không có khai thác gì hết, chẳng hạn bây giờ mình nói vô bệnh nhân khó thở bên đây nhập viện, rồi khó thở vô nguyên nhân gì đây, khó thở vô tim hay là khó thở vô phổi đây, bắt đầu mình mới phải hỏi bây giờ bệnh nhân khó thở nhất nào, khó thở nằm, khó thở ngồi hay là khó thở đi gắng sức, nó mới hỏi thêm triệu chứng của bệnh nhân để biết. Còn bây giờ mình phù thì có nguyên nhân gì, có những nguyên nhân gì, giờ mình phải hỏi coi bệnh nhân phù như thế nào mới phân biệt được nguyên nhân chứ, phù mình có phù như vậy gì, tiền phù như cái gì, tiền thật. Phụ như dinh dưỡng, tiên, gì nữa, thận, mạch máu, tiên, gan, thận, dinh dưỡng, mạch máu, rồi sao? Phụ tiên thì phụ sao? Phụ gan thì phụ sao? Phụ thận thì phụ sao? Tiên phụ về chiều. Phù trước ở chân. Đi phù tiên thì phù sao? Phù nhiều buổi chiều. Phù hai chân chứ. Phù nhiều buổi chiều. Phù nhiều tại sao phù tiên là phù nhiều giờ buổi chiều? Do tăng áp lực ở hại tĩnh mạch. Mắc mới gì mà phù tiên mà phù nhiều giờ buổi chiều? Mình đứng nhiều, dồn nắng về tĩnh mạch. Do này tôi mắc mới gì mà phù tiên mà phù nhiều buổi chiều? Nhờ ứ nắng ở
ướt méo tĩnh mạch. Ướt méo tĩnh mạch. Tại sao ướt méo tĩnh mạch thì phục hồi đường uống chịu? Do bệnh nhân đứng hoặc đi sinh hoạt nhiều thì máu sẽ dồn xuống hoạt động trong nguyên một ngày đó, nó sẽ ướt lại. Cũng được. Yeah. Sao ban ngày bệnh nhân đi tới đi được nhiều, sao máu về tim nó khó? Máu về ướt máu đi xuống phía dưới được nhiều nhưng mà máu về tim phải nó yếu, máu về tim phải nó bị yếu, thì phải nó yếu không mất máu được, bệnh nhân bị thiếu máu ở tĩnh mạch, cho nên bệnh nhân phù sao phù ban ngày nhiều hơn bệnh nhân. Đó là một trong những đặc điểm này nó còn gặp trong phù nói gì? Suy tĩnh mạch, suy van tĩnh mạch. Lúc là bị suy van tĩnh mạch, cái bệnh nhân bị suy van tĩnh mạch, tức là máu về không được, van tĩnh mạch máu về tim được là do gì? Do nhiều yếu tố, do ba yếu tố chính. Chúng ta thứ nhất là do van của tĩnh mạch, yếu tố thứ hai đó là do sức hút của tim, tim. Cái thứ ba là gì? Axit âm của màng phổi. Axit âm của màng phổi. Cơ vận động. Ba đó là do con cơ, đúng rồi đó. Ba cái, một đó là van tĩnh mạch, hai đó là hút của tim, cái thứ ba đó là bệnh nhân con cơ, bệnh nhân đi tới đi lui bệnh nhân con cơ nhiều, sơ cơ sẽ đẩy máu về tim, đúng là ba cái đó. Cho nên trong trường hợp bệnh nhân bị siêu van tĩnh mạch đó, thì bệnh nhân sẽ bị phù nhiều, đang phù nhiều vào ban ngày. Ngày hôm sau bệnh nhân ngủ dậy là sáng ngày hôm sau bệnh nhân sẽ nổi phù. Đó là đặc điểm, đó là phù nhiều vào ban ngày hay là ban đêm, đó là một trong đặc điểm phải khai thác. Giờ phải nói bệnh nhân coi như ca này phù ban ngày hay ban đêm phù nhiều để chi, mình nghĩ coi nguyên nhân vậy, giờ mình không khai thác gì hết đó. Thế các bạn thấy không, mình chỉ cần khai thác nhẹ một cái chi tiết đó thôi là mình có thể sao, mình có thể nghĩ được gì nguyên nhân, mình có thể nghĩ tới nguyên nhân gì. Bây giờ nếu mà khai thác giờ phù nhiều thì ban ngày buổi chiều bệnh nhân phù nhiều, sáng ngày hôm sau bệnh nhân phù giảm, thì bắt đầu trong đầu các bạn sẽ nghĩ tới cái gì rồi? Một, bệnh nhân bị siêu tĩnh mạch, hai, bây giờ bệnh nhân bị suy tim phải đó. Còn bây giờ không khai thác thì sao? Một đống nguyên nhân nó còn vẫn còn nằm yên nguyên vậy đó, mình không có loại trừ cái gì trên đó. Cái đó là mục tiêu của khai thác rồi, mình sẽ khai thác nhiều chứ rồi còn khai thác được cái gì nữa? Khai thác được cái gì nữa? Mới được con cái rồi đó, phù nhiều giờ ban ngày hay ban đêm đó, phù nhiều nhất nào mới được con cái. Tính chất phù. Vị trí thì sao, ý nghĩa nó là gì? Mình khai thác mình phải biết ý nghĩa nha, còn cái nào mình khai thác của mình không biết ý nghĩa thôi, mình đừng khai thác làm gì cho chứ. Khai thác vị trí nó làm gì? Thành bông. Thanh thảo. Thanh thảo. Tìm nó cụ thể ra, là vị trí gì sao, nghĩ tới cái gì? Đúng rồi, làm sao nữa không? Tại sao phụ thận là phụ cái mắt đầu tiên? Đầu tiên là lộn lẽm nhất, phụ cái mắt đầu tiên, còn sao nữa? Tim thì sao, vị trí phụ ở đâu? Đúng rồi, tim phụ đầu tiên là phụ ở đâu? Phụ ở hai chi dưới nha. Rồi gan thì phụ ở đâu? Máng bụng. Đúng rồi, gan thì sao, phụ hai chi dưới, máng bụng. Còn gì nữa? Phụ gì, dinh dưỡng. Gan, thận. Dinh dưỡng. Dinh dưỡng thì sao, phụ ở đâu? Phù ở phương thấp của chi. Do nó thiếu đạm cho nên là nó làm các axit keo trong lòng mạch máu nó giảm. Thiếu đạm thì sao? Thiếu đạm thì tại sao mà phù ở đầu xa chi? Thiếu đạm thì tại sao phù ở đầu xa chi? Tại sao giỡn được keo thì sao? Tại sao phụ cái đầu sai chi? Đầu sai chi cái chỗ mà sai chi nó là áp lực nó thấp nhất mà. Phải không? Dạ. Sao? Thường nó phụ sao phụ trọng lực, phụ theo trọng lực. Phụ
thường sao? Nó đi xuống chỗ thấp thì sao? Chỗ nào thấp nhất, chỗ nào thấp thì sao máu nó tới nhiều nhất ha. Chỗ nào thấp máu nó tới nhiều nhất, máu nó tới nhiều nhất thì sao? Áp lực tuyến tĩnh nó cao nhất, áp lực tuyến tĩnh nó cao nhất thì sao để nhiều nhất được ha. Bệnh nhân bị kiểu giữ thì sao, nhiều khi ta nằm như bên nào là ta bị phù bên đó nha, ta nằm ngửa thì sao ta bị phù như sao này nè, người ta nằm nghiêng đó thì cái bên này của ta bị phù, người ta đứng thì hai chân ta bị phù nha. Điều có gì nữa, xin chắc phù mạch máu thì sao, phù máu thì phù ở đâu, phù ở chi, phù không nói xứng tính chất đối xứng hay là không đối xứng, đối xứng hay là không đối xứng, thì mình có tim là đối xứng hay là không đối xứng, tim đối xứng, thận đối xứng hay là cao xứng, đối xứng, gan đối xứng không đối xứng, đối xứng rồi sao chi dinh dưỡng có đối xứng không, cũng đối xứng luôn, cũng hình xui cũng có thể, rồi sao cái gì nữa, tĩnh mạch thì không đối xứng, cái tĩnh mạch mạch máu là sao là không đối xứng, bệnh nhân bị huyết khối tắc mạch bên nào thì sau bên đó nó sẽ bị sưng phù lên, còn lại thì không có ha. Các bạn coi những ca bệnh nhân mà bị huyết khối tĩnh mạch, đặc biệt là những ca huyết khối tĩnh mạch đó ha, là một bên chân sẽ rất là bệnh, còn một bên chân nhỏ xíu xíu rồi. Có gặp ca nào chưa? Có. Thấy chưa? Thấy ngọn không? Đang có bệnh. Có ca mà mổ luôn. Gặp cái chân. Mục tiêu của bệnh đó là làm nó nén nha. Đây. Hiểu chưa? Cái khai thác là phát tác từng cái một để khi mình càng có nhiều manh mối thì mình sẽ càng dễ chẩn đoán được bệnh nó là cái gì. Nên mục tiêu của mình mấy cô các bạn y ba và y hai đó là học triệu chứng. Rồi mấy bạn học triệu chứng thì sao, mấy bạn được chấp điểm thì triệu chứng. Còn bây giờ mấy bạn khai thác như vậy là mấy bạn sẽ rớt, chắc chắn rớt. Tại sao? Tại mục tiêu mình học triệu chứng, bây giờ mình nói là bệnh nhân bị phù, bệnh nhân nhập viện hết rồi, mình biết được cái gì đâu, có chứng tỏ là được học cái gì, học được cái gì đâu. Đó là sao? Cái này có hỏi không? Có khai thác không? Khai thác mấy cái đó không? Hả? Nó kêu phù tay chân chứ mặt thì không phù nữa. Rồi tới lúc 18 thì hết phù. Hai chân nó bất thường quá hả? Giờ nghe bệnh nhân nghe bị có tiền sử đó làm sao? Đau nhức cơ, đau nhức gì? Đau lưng nhức cơ 10 năm nha. Tiền sử thứ hai của bệnh nhân đó là thoát vị đứa đệm là 2 năm nha. Tiền sử thứ ba là tăng huyết áp 2 năm. Giờ mấy đứa nghĩ coi bệnh này nè, nếu mà bệnh nhân bị phù á, là có khả năng là phù của cái gì? Tim có khả năng phù không? Tại sao tim có khả năng phù? Có tăng huyết áp. Đúng rồi ha, tại vì bệnh nhân có tăng huyết áp. Nếu như bệnh nhân huyết áp của bệnh nhân nó là không có được kiểm soát tốt á, thì tim bệnh nhân có thể bị suy. Mà tim bệnh nhân bị suy thì sao? Bệnh nhân có khả năng là phù. Tức là trường hợp này có khả năng đó là phù do tim. Nha. Rồi cái thứ hai, có khả năng bệnh nhân bị phù do gan không? Có không? Do uống thuốc tài nhiều. Không, mắc mớ gì đâu mà phù vô gan. Có gì đâu mà phù vô gan. Rồi, bệnh nhân này có lý do gì mà bị phù vô thận không? Có. Có, tại sao? Đúng rồi, tại vì bệnh nhân có tăng huyết áp nha. Nếu như huyết áp được kiểm soát không tốt thì sao? Bệnh nhân có khả năng phù vô thận nha. Rồi, tiếp theo, bệnh nhân có khả năng nào phù vô tắc mạch không? Có. Tại sao? Tăng huyết áp nó cũng biến chứng thôi. Không, không có nha. Tăng huyết áp không biến chứng cái tắc mạch nha. Bệnh nhân nào mà bị huyết khối thường sao? Là thường bệnh nhân sẽ bị sao? Nếu biết bệnh nhân bị nguyên nhân gì mà bệnh nhân sao, thường bệnh nhân phải bị bất động.
bệnh nhân bất động, bệnh nhân nằm tại chỗ lâu ngày thì bệnh nhân mới là có yếu tố tăng là bị dễ bị huyết khối nha. Còn bệnh nhân đi tới đi lui bình thường, không có vấn đề gì hết thì bệnh nhân không có nguy cơ bị tắc mạch gì đâu nha. Bệnh nhân đi không được thì phải dừng lại rồi cái thân chân của bệnh nhân béo nó còn chân là teo nhỏ thì là em mà nhân có đi tới đi luôn được không? Còn mình đi nằm tại chỗ mà nằm lâu ngày thì sao có yếu tố bình thường có tắc mạch nha. Béo thì người ta cũng đi được chứ sao không đi được, hay là có đi được không? Hồi khi nào đi phải dùng nặng đi ngắn rồi nhát rồi không có đi là... Rồi tiếp theo là sao dinh dưỡng có khả năng phụ dinh dưỡng không? Tại sao? Tại sao bệnh nhân thiếu đạm? Chán ăn. Tại sao bệnh nhân dinh dưỡng kém? Chán ăn. Chán ăn do tích xì. Chán ăn. Chán ăn mà dinh dưỡng kém hả? Bệnh nhân còn chán ăn kém thì dinh dưỡng kém. Dạ, ăn ít. Vậy là trường hợp này mình có thể có khả năng là phù do cái gì? Thứ nhất đó là tim. Thứ hai là có khả năng phù do thận. Cái thứ ba như vậy đó là có khả năng là phù do cái gì? Thôi phù do dinh dưỡng cũng có thể nha. Vậy phù do tim thì phù ở đâu? Phù ở chi dưới. Phù do thận phù ở đâu? Phù ở mi mắt. Rồi bây giờ mình nghĩ đến mấy nguyên nhân vậy rồi, bây giờ mình hỏi được là phù bệnh nhân không có phù do mi mắt, bệnh nhân phù chân, phù tim có nào phù tay không? Không. Phù tim đâu có nào phù tay. Phù chân có nào phù tay đâu? Chân. Câu lại, phù tay, phù tay khác sao? Khác sao biết bệnh nhân bị phù tay? Các sao biết bệnh nhân bị phù tay nó nghe ấn cái gì? Ấn mu bàn tay à? Quán mà cám thù cám ở đâu? Chúng ta cám thù là cám ở đâu? Cám ở đâu? Cái nền trên xương cứng. Đúng rồi, trên nền xương cứng. Nhớ chứ cám thù ở đâu? Cám ở xương cạn. Hoặc là một cám ở đâu? Cám ở đâu? Mắt cá, mắt chân, hoặc là sao? Ở phần xương cái gì cũng được. Tay thì cắt ở đâu? Cái tay. Nhiều quá lắm rồi. Mỗi ngày có xương. Mỗi chân. Ở đây nó có heo. Mỗi chân. Mỗi trụ. Nhưng mà những cái trường hợp đó thì sao? Đó là những trường hợp mà bệnh nhân phù ít á. Thì cắt trên phần xương cứng. Còn những trường hợp mà bệnh nhân phù nhiều á, còn mình xương cứng đâu, cũng là mình xương cứng đâu, muốn ấn đâu ấn, xong là ấn xẹp. Và phải khai thác thêm cái phụ thôi, còn phụ trong nhập viện không biết được gì hết trơn nha. Phụ kiệm đau đầu nhức mỏi còn không mà người về đưa đến bệnh viện đâu có làm chút gì thôi. Thì các bạn thấy không, cái đã nói là bất kỳ bệnh nào liên quan tới có xương có thì sao phải không, triệu chứng của bệnh thận là gì, xem bệnh nhân có chán ăn hay là không, có buồn nôn hay là không, có nôn nói hay là không, bệnh này có được làm không không. Yeah. Tôi biết các bạn khai thác cái gì thì khai thác, nhưng mà sau phải là trong thời gian bệnh nhân bị bệnh, trong vòng 3 ngày này trong thời gian bệnh nhân bị bệnh, bệnh nhân chán ăn, bệnh nhân buồn nôn, bệnh nhân nôn ói. Đọc xong cái bệnh sử này thì mình sẽ không biết bệnh đang nghĩ gì chứ. Về trách nhiệm dưới đây lý gì đau dọc thắt lưng ok được cái bệnh nhân ở phía trên thì có đề cập tới đau thắt lưng nhức mỏi toàn thân ok được, đau đầu được, ở trên có đau đầu cái đó cùng hai tay hai chân, mắt nhìn mờ đúng, tự nhiên đang mắt nhìn mờ, bệnh sử có mắt nhìn mờ không? Có đau bệnh sử mắt nhìn mờ cho đó bệnh sử không có mắt gì nhất có bệnh gì mắt nhìn mờ
mình sử dụng đề cập tới mắt lớn nhập viện, đề cập tới chị chị tiến mới xuất hiện, chị tiến bất ngờ xuất hiện lúc nhập viện rồi phải không? Mình là cái gì, mình là quên mình đây diễn tiến của triệu chứng, cái phần tình trạng nhập viện, cái phần diễn biến bệnh phòng và tình trạng hiện tại là mình đi diễn biến của triệu chứng. Theo trong phần bệnh sử mình ghi cái gì thì trong những cái phần còn lại mình sẽ đi những triệu chứng đó nha, chứ không có tự nhiên xuất hiện thêm nha. Nhưng tình trạng lúc nhập viện đừng có vô đây, mình tiếp xúc tốt được da niêm hồng nha, tự nhiên da niêm hồng vô những bạn cái gì bạn đi thế nè, mình tự tiếp xúc tốt là da niêm hồng, đó là mặt mí sinh hiệu đủ thứ chơi đó nha. Mình bệnh sử mình ghi cái gì thì nhớ mình ghi tương tự vậy. Giờ diễn biến bệnh còn tình trạng lúc nhập viện các bạn ghi mở mật các bạn ghi đó là 9 giờ ngày 7 tháng 2 nha. Diễn biến bệnh còn thì diễn biến bệnh còn mình sẽ ghi đó là bao nhiêu ngày ha, diễn biến bệnh còn tức là 2 ngày 3 ngày 5 ngày, trường hợp này đó là diễn biến bệnh còn của mình đó là 7/18/19 tức là 3 ngày nha. Diễn biến bệnh còn 3 ngày từ ngày 7 tới ngày 19 tháng 2 tháng 12. Rồi diễn biến bệnh còn thì mình ghi sao, ở đây là mình có 3 ngày, bây giờ bạn ghi như vậy chứng tỏ là sau 3 ngày này nó diễn biến giống nhau, nó không có gì khác, nó không gì đặc biệt hết, thì mình ghi gom lại ghi chung một lần thôi, không cần ghi nha. Diễn biến bệnh còn là mình gom lại những cái ngày nào nó có diễn biến giống nhau, không có những cái gì đặc biệt nổi trội hết đó, thì mình gom chung lại hết nghe thế hạn này ghi sao, mình đi giảm đau giảm phù, nó là ghi chung đó nha, giảm đau giảm phù là trong vòng 3 ngày nay là mình đang đau giảm phù giảm rồi giảm đau đầu rồi ăn khó tiêu đó, ăn khó tiêu ở trên mình có ăn uống gì không, mình tới đây xuất hiện ăn khó tiêu ở trên mình ăn uống được đúng không, mình sẽ chúng ta ăn dễ sau, ở trên là ăn dễ tiêu rồi ngày xưa vô nhập viện là ăn khó tiêu đúng không, giờ mình ăn dễ đúng không, nhập viện là mới ăn khó tiêu. Ở trên có nói không, có đề cập những ăn uống của mình chưa không? Không dưới những đề cập nha. Ở đây em phải đề cập, em muốn ghi gì bệnh em khó tiêu là ở trên em phải coi diễn tiến của bệnh nhân làm sao. Ở phía dưới này em đề cập bệnh nhân đó là ăn khó tiêu thì sao? Ở trên phòng bệnh sẽ phải đề cập của bệnh nhân ăn uống đồ sao? Ở nhà bệnh nhân ăn uống đồ được hay là không? Còn bây giờ những cái mà không đề cập thì xuất hiện rồi. Bây giờ biết bao nhiêu triệu chứng mà xuất hiện. Một bệnh nhân có rất là nhiều triệu chứng. Giờ nó bắt đầu xuất hiện gì? Bắt đầu em vô hỏi bệnh nhân coi hôm nay có đau đầu không? Hôm nay có nhìn có mở mắt không? Hôm nay nghe có lãng tai không? Hôm nay ăn uống được không? Rồi hôm nay có họp đánh chống ngực không hả? Rồi hôm nay đi tiểu gác bút không hả? Hỏi hết tất cả triệu chứng gì hay gì? Đau tức từng cơn nhiều hưởng vị. Khi ăn no, đi cầu phân sợ hai lần một ngày. Hiểu không? Mấy cái này nè. Tự nhiên bây giờ đi đang tới diễn tiến bệnh phòng bắt đầu đi cầu phân sợ hai lần một ngày. Trước đó bệnh nhân thì sao? Nó phải có diễn tiến. Giờ em muốn ghi cái này cũng được, em muốn ghi đi cầu phân sạc hay là một ngày cũng được, cho đi luôn, nhưng mà sao bổ sung vào phần bệnh sử trong thời gian bệnh đó, bệnh nhân ăn sao, uống sao, tiêu sao, tiểu sao, ngủ sao, tại vì xuất hiện mấy cái thằng này à, ăn khó tiêu đau nhức từng cơn buồn từng vị sau khi ăn no, đi cầu phân sạc hay là một ngày, rồi ban đêm khó ngủ thì xuất hiện đêm khó ngủ nữa, nên khó ngủ nó có vấn đề gì hả? Ban đêm bệnh nhân khó ngủ chạy bệnh nhân nghe, buổi trước bệnh nhân có ngủ được không, ở nhà bệnh nhân có ngủ được không, có vấn đề của mấy đứa là vậy, tại vì mấy đứa chưa biết là cái triệu chứng này là triệu chứng quan trọng của bệnh nhân, mấy đứa chưa biết triệu chứng này đó là triệu chứng không cần thiết, cái gì cũng ghi trên vô hỏi bệnh nhân nói cái gì là ghi cái đó hả, phải không, vô nghe bệnh nhân khen cái gì. Đêm khó ngủ là triệu chứng mới hả? Muốn ghi gì đó thì ghi. Mấy đứa không biết gì nên mấy đứa muốn ghi thì ghi. Mình là hướng dẫn đó, bây giờ cái vấn đề của mình là gì? Bệnh nhân triệu chứng của bệnh nhân nó được nhập viện là gì? Mình ghi diễn tiến những cái đó. Rồi mấy cái câu ghi làm sao? Cái gì thì sao? Nếu muốn ghi thì ghi sao? Nha. Yeah. Cái mình chung là ghi các cái trước. Rồi. Ngày 20 tháng 12 sau khi xuất hiện ngày 20 tháng 12 là sao? Cái ngày hôm đó là bệnh nhân hết có triệu chứng đó. À, diễn tiến không ghi vậy ha, diễn tiến mình ghi đó là gì? Diễn tiến mình phòng bao nhiêu ngày đó? Từ ngày 19 cho tới ngày 20 tháng 12. Ở phía dưới là mình ghi là từ ngày 1 cho đến ngày 3.
sao nhập viện ha, cái ngày 4 ngày thứ tư cái sao mình không đi ngày mấy năm ngày mấy tháng mấy nha, ngày 1 đến ngày 3 bệnh nhân giảm đau lưng giảm phù, ngày thứ tư bệnh nhân hết phù hết đau đầu hết đau lưng, thì nó cũng giống như trên thôi, nó có khác gì đâu hả? Nó có khác cái gì không, khác gì hết phù đó là khác là đỡ đau thượng vị đúng không, khác là ở trên là đau thượng vị nhiều còn như là đỡ đau thượng vị, ở trên là đi cầu không sạch hai lần một ngày, hôm nay là còn đi cầu không sạch một lần một ngày, ở trên là đêm khó ngủ, ở dưới là đêm ngủ được, nó khác nhiều không, giờ nó phải trước là đi hai lần một ngày, cái này là đi cầu có một lần ngày à, hai khác khác rồi đúng không, chứ là đêm khó ngủ này đêm ngủ được ha, cháu đầu ngày 21 tháng 12 là bệnh nhân đêm mất ngủ rồi đúng không. Tình trạng hiện tại 9 giờ ngày 21 tháng 12 bệnh nhân tỉnh tiếp xúc tốt, hết đau đầu hết đau lưng hết phù mắt mờ, nó tự nhiên diễn tiến bình thường thôi, chỉ mắt mờ đâu trên á, cái bắt đầu bắt đầu tới tình trạng hiện tại bắt đầu mắt mờ nữa rồi, tức là nhập viện là bệnh nhân mắt mờ, xong diễn tiến bình thường thì bệnh nhân mắt bệnh nhân hết mờ, cái tới lúc em khám nó mắt mờ nữa, không có diễn tiến liên tục cái triệu chứng, thấy không, không có sự diễn tiến liên tục cái triệu chứng em nhược điểm đó gì, muốn ghi lúc nào ghi à, muốn ghi cái gì ghi à, muốn ghi mắt mờ lúc nào thì ghi mắt mờ lúc đó à, lúc nào mà nén á, lúc nào mà nhớ mắt mờ là ghi vô. Hết đau thượng vị đi cầu con rắn bình thường một lần một ngày, kia không sợ người tới đi cầu con rắn đấy, tiền sử bản thân trong vòng 10 năm nay mỗi khi đau lưng hay nhức cổ thì ta chưa làm được, tự ý đi thuốc uống thuốc tây uống, tiền sử một bệnh án mà liên quan tới cấp xin cái là nó bạn phải nén được, tiền sử thì bạn nên sử dụng các thuốc mà nó có khả năng nó là corticoid, thì những cái thuốc đó thì thường những bệnh nhân cấp xin thì nó sẽ nhập cho một số bệnh lý sao, thứ nhất là bệnh lý cơ xương khớp mà bị đau nhất á, đau nhất là cột sống thắt lưng nè, đau nhất khớp gối nè, cái đi chích thuốc hoặc là đi uống thuốc, thì nhất là đi chích thuốc hoặc là uống thuốc gì bệnh nhân giảm đau thì nó gợi ý đó là có khả năng đó là có tiền yếu. Rồi sao bệnh lý thứ hai đó có thể gặp đó là gì, COPD, cái COPD các bạn đi hô hấp các bạn cũng có thể gặp bệnh nhân bị cắt xin, cái đi hô hấp chưa đã đi hô hấp chưa để có gặp bệnh nhân cắt xin được không có không? Đầy với chơi sao không? Ga COPD nào không? Không phải hút taxi hả? Có gặp hút taxi không? Đi đang đi hả? Có lúc đó là biết taxi chưa? Biết taxi từ ngày nào hả? Đó là biết taxi từ ngày nào? Biết hai giờ mình taxi hả? Ai dạy không biết đúng không? Không biết tình giảng viên đúng không? Có đi học không? Nam hay nữ vậy? Châu. Biết châu không? Mới biết hả? À? Mới biết sáng nay hả? Phải không? Dạ. Rồi cái bệnh lý thứ ba là cái gì? Nó là các bệnh lý về da liễu. Đi da liễu chưa? Chưa. Nghe mấy bệnh da liễu bị sức sức cầu tiết huyết, em là dạng cầu tiết huyết dạng sức, còn bệnh hô hấp là cầu tiết huyết dạng gì? Dạng hít ICS, dạng hít da liễu là dạng bo ngoài da. Tóm lại đó là cái gì? Tức là dạng tất cả các dạng cầu tiết huyết, từ dạng gì, từ dạng uống nè, cho tới dạng kích nè, cho tới dạng hít nè, cho tới dạng bo ngoài da là thằng nào cũng có thể gây cái xuyên bình thường nha. Rồi ngoài ra thì một số loại thuốc đó, nó có khả năng cắt xiên mà không phải là thuốc tây, nó là thuốc gì? Thuốc bắc, thuốc tàu, thuốc gì nữa? Trang, thuốc gì? Thuốc combo của anh nó là gì? Đồng bằng miền Bắc. Đồng bằng miền Bắc. Đồng bằng 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 đồng bằng
Nói vợ nhẹ nó sẽ tức neo, thuốc bắt thuốc tử, thuốc đạp, thuốc đông, thuốc bắt thuốc tử, 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 thuốc đông, thuốc bắt thuốc tử
cái xong cái lát cái sinh viên nó đứng kế bên đó, anh ơi với anh hỏi là chú có nói là chú có sở thích tàu sao anh quay quay qua anh hỏi được chưa? Nghe không kịp. Ừ. Sao sao nãy giờ tôi hỏi mà chú nó không xài thuốc gì khăn khăn không xài thuốc gì, nó bác sĩ hỏi lại tôi. Bác sĩ hỏi cái gì tôi nghe lại. Thường ở Cần Môn, Cần Môn nó là vậy á, thuốc nam, thuốc bắc, thuốc tẩy, thuốc tàu, còn trong Trung Quốc chúng ta mười mũi được. Đề xa đó là một cái tên gọi. Sau này các bạn học về thuốc đó, thì các bạn sẽ biết là cọc tiêu quyết nó có nhiều loại, nó có nhiều loại như là Brady, như là Methyl Brady nè, như là Hero Gọt nè, như là đề xa Metazone. Thì trong những cái tên gọi đó thì cái tên gọi mà là gần gũi như dân gian nhất, ông già bà già biết đến nhiều nhất đó là đề xa. Nói đến đề xa là mấy ông già bà già biết, hay là hút một xương là mấy ông già bà già cũng biết luôn, biết nó nổi gì đó ha. Ta nói ta truyền miệng nha, là biết uống thuốc đó vô là sẽ bị một xương, một xương đó là bị rãnh xương đó. Khi mà bạn mở bệnh nhân xài cái thuốc đó đó thì mình phải biết đó là bệnh nhân xài trong bao lâu rồi, bệnh nhân xài trong mấy năm trời rồi ha. Hiện tại hình như hiện tại là bệnh nhân cứ còn xài hay là không. Nếu mà bệnh nhân đã ngưng rồi đó thì bệnh nhân ngưng bao lâu rồi, và sau khi bệnh nhân ngưng thì bệnh nhân có triệu chứng của suy thượng thận hay không? Tại vì bệnh nhân đang uống thuốc thì bệnh nhân khỏe, tại sao bệnh nhân đang có cọc ti quyết nhưng mà bệnh nhân ngưng thì sao? Bệnh nhân bị suy thượng thận, bệnh nhân bị ngưng bị suy thượng thận thì bệnh nhân sao? Bệnh nhân sẽ biểu hiện là chán ăn, bệnh nhân sẽ biểu hiện là buồn nôn, đau bói. Như bệnh nhân nói với mình là phải uống mới được, bác sĩ ơi tôi ngưng thuốc đó là tôi chịu không nổi, ngưng thuốc đó là đau nhiều hơn nè, ngưng thuốc đó là thấy bắt đầu là ăn uống kém nè, chán ăn buồn nôn nè, thì khả năng cao đó là corticoid. Thì chẳng hạn những tiền sử bên đây mình ký thì mình ghi nhận cái gì đây, trong vòng 10 năm nay mỗi khi đau lưng hay là nhức mỏi tay chân thì đều tự ý đi mua thuốc tây uống. Nhức mỏi tay chân, nhức mỏi tay chân nha, ghi cụ thể là gì, thường không có nhức mỏi tay chân đâu là gì. Như bệnh nhân bị gì, bị đau hay cái khớp gối nè, thường là bệnh nhân bị gì, bị đau hay cái khớp gối nè, hoặc là bệnh nhân bị đau với cái cất bàn ngón tay nè, hoặc là đau khớp kiểu tay nè, mỗi tay chân ha, không có mà đau tay đau cơ mà đau khớp cũng vậy, thậm chí là đau nhức xương khớp, đau nhức khớp, cái khớp gọi là cục thắt lưng. Mua thuốc gì hay tự ý đi mua thuốc tây uống, thuốc tây thôi đúng không? Yeah. Mua thuốc tây uống không có đi chích thuốc gì không, có đi chích gì không? Không chích. Thường đang điều trị chích cái đó, là chích giảm đau tại chỗ, là chích uống như này nè, chích cọt tiêu quyết, chỗ nào cũng có gói này, chích giảm đau. Làm sao, uống thuốc tẩy, thuốc tẩy gì không? Bắt đầu làm sao, nó đau miệng hay là không khỏi? Bệnh nhân kêu cứ ra ngoài thì cũng toàn buồn, nó không có buồn. Rồi hiện tại còn không? Hiện tại vẫn vậy hả? Hiện tại không, cô bệnh viện không rồi mua thuốc tây uống rồi có hỏi mình bệnh nhân mua sao uống có giảm đau hay là không, mua uống xong bệnh nhân có giảm đau hay là không. Rồi cái thứ hai có liên quan đến là gì, một cái bệnh khác mà cũng có liên quan trong trường hợp này á, là phát vị đi đệm. Bệnh nhân phát vị đi đệm, bệnh nhân phát vị đi đệm là cũng cao rất nhiều dữ lắm, đau một số thắt lưng dữ lắm, cũng có hay mua đồ uống không cứu đồ dữ lắm đấy. Phát vị đi đệm cách đây 2 năm phát hiện tại bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Hết hả? Phát hiện thôi hả? Phát hiện chơi thôi hả? Tiền sử bệnh khai thác là sao? Tiền sử là bệnh khai thác em. Bệnh nhân mắc bệnh gì ha? Bệnh gì? Mình chẩn đoán bao lâu rồi? Mắc bao lâu rồi á? Mình chẩn đoán tại bệnh viện nào á? Mình chẩn đoán bằng phương pháp gì? Trong hoàn cảnh như thế nào? Sau khi bệnh nhân được chẩn đoán xong á thì bệnh nhân được điều trị như thế nào? Phải có điều trị, chẩn đoán chơi chơi không điều trị hả? Nói gì để đẹp chẩn đoán xong bỏ rồi hả? Điều trị như thế nào nha, điều trị bằng thuốc gì, có tái khám hay là không, bao lâu người ta tái khám một lần, mỗi tháng tái khám một lần hay là 3 tháng tái khám một lần, rồi mỗi lần mình đi tái khám như vậy á là mình có
kiểm tra lại cái kết quả điều trị của bệnh nhân không, tức là bệnh nhân bị tiểu đường tại sao kiểm tra đường huyết, bệnh nhân bị huyết áp thì kiểm tra huyết áp, nhưng bệnh nhân điều trị tái khám của huyết áp bệnh nhân không ổn nữa, nó khác mình sẽ biết gì. Bệnh nhân đái tháo đường đang tái khám mỗi tháng, và trong vòng 2-3 tháng gần đây đường huyết lúc nào bệnh nhân cũng được bác sĩ đó là huyết cao hết, đường huyết bệnh nhân được có đường huyết bệnh nhân kiểm soát kém, như vậy không khai thác sao biết được. Nên mình học là sao, mình cố gắng mình khai thác mấy cái đó để mình biết là tình trạng của bệnh nhân ra làm sao. Còn mà mình học gì kiến của mình không khai thác gì hết trơn thì sao nó biết gì đâu, là mình ngán đâu biết gì đâu. Tại vì điều niệm 10 năm hết, đã đau đường 5 năm hết, tăng huyết áp 2 năm hết. Đây điện nghẹt mũi, nói chuyện thì giọng mũi luôn. Trời lạnh. Này các bạn nào bị dị mũi dưỡng không? Ai bị mũi dưỡng không? Thóc gì đi đẹp rồi sao điều trị thì sao? Chẩn đoán rồi sao điều trị sao chơi hả? Có mổ không? Không mổ hả? Lắc đầu là sao? Không mổ hay là không biết? Không mổ hả? Không mổ là điều trị sao? Mày chờ bằng thuốc gì? Giảm đau giảm tiếng gì không? Không mổ gì chơi gì có không mổ gì nhớ gì em? Điều trị sao? Có thuốc gì không? Mình nhớ có to thuốc không? Mình nhớ có to thuốc không? Em không có hỏi đúng không? Em không có xin bệnh nhân đúng không? Đây các bạn nào bị các bệnh mà xin bệnh nhân to thuốc coi không? Bệnh nhân nói không bệnh gì hô lại. Bệnh nhân nói không là to thuốc là gì? Câu hỏi nè. Có bạn nào ở đây bị các bệnh mà không to thuốc cho bệnh nhân coi không? Đó, có thì tốt. Thì đa số các bạn đi 2, đi 3 thì sao? Không có lượng ta thuốc, nó không có thói quen dùng ta thuốc của bệnh nhân thôi nha. Mình phải có thói quen đó dùng ta thuốc của bệnh nhân, coi bệnh nhân đang xài thuốc gì, ghi lên trong này nha. Rồi, trong trường hợp giờ tới gì, tới thì sở đúng không? Giờ nói nè, ý nghĩa từng cái nha, biết bệnh gì là những cái đó được mình tăng ghép thì nha. Cái thứ hai là bệnh chẩn đoán bao lâu rồi, thì thời gian chẩn đoán nó sẽ có ý nghĩa quan trọng nha. Ví dụ chẳng hạn như là bệnh nhân đái tháo đường, bệnh nhân đái tháo đường á thì những bệnh nhân nào mà đái tháo đường trước mộng á thì người ta sẽ khuyến cáo là bắt đầu tầm soát biến chứng mạng tính của đái tháo đường trước mộng 5 năm sau chẩn đoán. Còn bệnh nhân đái tháo đường trước hai thì sao, tầm soát biến chứng mạng tính đái tháo đường trước hai ngay tại bệnh nhân đó luôn. Nên cho nên là thời gian mà nó có ý nghĩa, bệnh nhân mất bệnh bao lâu thì nó có ý nghĩa. Thời gian mất bệnh càng lâu thì sao, tế bào beta của bệnh nhân càng suy giảm, đường huyết của bệnh nhân sẽ càng không kiểm soát nha. Cho nên thường bác sĩ nó còn dựa vô là thời gian mắc bệnh của bệnh nhân và quyết định xem bệnh nhân sử dụng thuốc gì nha. Cho nên là thời gian mắc bệnh là nó có ý nghĩa nha. Thì thời gian mắc bệnh càng lâu, đường huyết kiểm soát càng kém thì sao, khả năng biến chứng của bệnh nhân càng cao, đó là ý nghĩa. Rồi cái thứ hai tiếp theo là được chẩn đoán ở đâu, được chẩn đoán tại bệnh viện nào, ý nghĩa của nó là gì. Và chẩn đoán thử trung tâm y tế huyện Phong Điền, nhưng mà chẩn đoán thử bệnh viện Đa khoa Cần Thơ nó khác nhau không? Khác nhau cái gì? Khác nhau về cái độ tin cậy của chẩn đoán, khác nhau về độ tin cậy của chẩn đoán. Đó là mình chỉ sao mình chỉ để trong đầu mình thôi, chứ mình phải mình nói lại dưới thì nó mới thành bậy bạ ha. Chỉ có những cái bệnh lý thì sao phải cần những cái xét nghiệm cận lâm sàng ở những cái nơi mà cao cấp, chẳng hạn như là những cái bệnh khó, chẳng hạn như là ví dụ như là hội chứng thận hư chẳng hạn ha. Hội chứng thận hư nguyên phát đó là một trong những bệnh lý khó. Thường nếu mà hội chứng thận hư nguyên phát thì mình sẽ nói, nếu mà chẩn đoán bệnh nhân được chẩn đoán tại bệnh viện Chợ Rẫy thì độ tin cậy của nó cao hơn là chẩn đoán tại trung tâm y tế huyện Phong Điền ha. Chẩn đoán hội chứng thận hư là nghe nó không phù hợp nha. Chẳng hạn như là bệnh nhân tiếp theo là gì, tức là hoàn cảnh khai thác bệnh, hoàn cảnh khai thác bệnh nó có ý nghĩa gì trong đái tháo đường, cái hoàn cảnh khai thác bệnh nó có ý nghĩa gì trong đái tháo đường, cái hoàn cảnh khai thác bệnh nó sẽ là yếu tố quan trọng nhất để mà phân biệt xem bệnh nhân này là mắc đái tháo đường tiếp 1 hay là mắc đái tháo đường tiếp 2 nha. Hoàn cảnh khai thác bệnh là yếu tố quan trọng nhất để xác định bệnh nhân mắc đái tháo đường tiếp 1 hay là đái tháo đường tiếp 2. Những bệnh nhân nào mà đái tháo đường tiếp 2 á thì thường bệnh nhân sẽ phát hiện bệnh trong một ít trường hợp, đó là tình bệnh nhân bị được phát hiện bệnh tình cờ. Phát hiện bệnh tình cờ là thường gặp nhất, tức là bệnh nhân không có triệu chứng gì trên á, bệnh nhân đi khám không biết gì nghe, vậy chỉ hiện bệnh nhân đi khám sức khỏe định kỳ tại công ty, bệnh nhân
bị chết xe và đi nhập viện, bệnh nhân bị dương vật thừa và đi nhập viện, bệnh nhân mới thấy là đường huyết của mình tăng cao, thì đó là phát hiện kịp thời, thì đó là đái tháo đường tiếp 2. Còn bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1 thì không bao giờ có thêm một lần nữa, đái tháo đường tiếp 1 thì chịu thêm rầm rộ dữ dội, bốn chiều dữ dội, phải sụt cân này, phải chịu nhiều này, thường thường là bệnh nhân sẽ nhập viện cho bệnh cảnh đó là những con xe to, nha, cái loại hoàn cảnh thân xác sẽ có ý nghĩa. Rồi tiếp theo thì chẳng hạn như giờ đây bệnh nhân bị hội chứng đơn thân, khổ hoàn cảnh thân xác của bệnh nhân là gì? Nếu bệnh nhân bị hội chứng tiền sử bệnh tiền căn, bệnh nhân bị hội chứng đơn thân cách đây 5 năm, hoàn cảnh thân xác là gì? Bệnh nhân bị phù hai chi dưới, đi khám phát hiện là chứng đơn thân, hợp lý không? Hợp lý không? Nghe hợp lý không? Hội chứng đơn thân phải phù hai chi dưới không? Cái hội chứng đơn thân nó có sao? Đi thận chưa? Hội chứng đơn thân là nó không mấy mà hội chứng đơn thân nó phù sao? Hội chứng đơn thân là nó phù toàn thân ha, phù toàn thân là phù đột ngột, phù cấp tính đột ngột, đang em ngủ thế làm sao là phù toàn thân? Nó là diễn tiến cấp tính, phù tăng nhanh một cách đột ngột luôn chứ không phải là phù từ từ nha. Tôi nói bạn, mấy bạn làm bệnh sử mà nếu mà chứng đơn thân á, có một bạn là bạn cứ để ý, mấy bệnh sử nó giống nhau không à? Ban đêm ta đi ngủ, sáng người ta dậy người ta thấy phù toàn thân, hai ban ngày là nhiều khi tăng lên tới chục tí. Nhưng bây giờ đó bây giờ, bạn nếu hồi chứng đơn thân, tiền sử hồi chứng đơn thân được, giờ nó có đang 5 năm nó là hoàn cảnh căn phép là phù toàn thân, bệnh nhân nó là phù toàn thân, hai cái chục tí thì sao nó phù hợp? Rồi bây giờ bệnh nhân nói tôi đi khám, tại vì tôi đi khám là bác sĩ nói tôi bị hội chứng đơn thư nè, thì sao nghe thấy nó thế sao? Rồi không đến tin, rồi tiếp theo đó là gì nữa này? Được trở nói trong hoàn cảnh nào đúng không? Rồi được chẩn đoán là phương pháp gì? Phương pháp nó có ý nghĩa gì? Đái tháo đường tăng huyết áp thì nó không có quan trọng ha, đái tháo đường tăng huyết áp thì nó không có quan trọng. Đái tháo đường á thì nó còn có con cái là tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường là dự giờ đường huyết trong tĩnh mạch, tức là phải rút máu ở đây đem xuất hiện đường huyết, không có dự vô đường bấm là móng tay để nhà bảo bệnh nhân, và bệnh nhân hỏi bảo bệnh nhân là bệnh nhân được phát hiện cái đái tháo đường ở đâu, đó bệnh nhân để tôi đi ra ngoài trạm y tế thấy ở ngoài nó bấm đường, tôi bấm đường này nè, người nói tôi đường cao hiểu không? Là sao không có giá trị đường huyết tương, cho nó tiêu đường nên tiêu chuẩn cho nó là phải rút máu đường huyết tương mà mình sẽ nghĩ. Một cái ví dụ thứ hai đó là những bệnh nhân nào có tiền căn viêm như vậy hay là lát dạ dày, thì cái tiêu chuẩn vàng để mà cho nó xác định bệnh viêm như vậy hay lát dạ dày đó là gì? Rồi đó là nội soi, nội soi tiêu hóa chưa, đó là bệnh nhân nào các bạn ghi là tiền sử lát dạ dày 2-3 tháng gì đó đã được nội soi tiêu hóa chưa thì sao? Nó sẽ chắc chắn hơn, nó sẽ có giá trị hơn, nó là bệnh nhân tiền sử lát dạ dày 2-3 tháng được chẩn đoán dựa trên triệu chứng lâm sàng, nghe hiểu không? Đó là giá trị của tiêu hóa chẩn đoán. Hay là bệnh nhân hội chứng đơn thư được chẩn đoán dựa trên đà điện 24 giờ chiêu nhiêu đó, bệnh nhân có giữ là xét nghiệm nó sẽ khác ra, hội chứng đơn thư được chẩn đoán đơn thư không có đà điện 24 giờ. Rồi tiếp theo đó là điều trị, bệnh nhân được điều trị bằng thuốc gì? Thì đối với mấy bạn đi nội tiết á thì chỉ thường bình thường mấy bệnh khác thì sao cũng uống thuốc thôi, uống thuốc viên thôi. Đi nội tiết thì tiểu đường nó ngoài thuốc viên ra nó còn có kích nữa, thì mình sẽ hỏi thôi. Đối với các bạn chưa biết thuốc là gì á thì các bạn sẽ hỏi đó là một ngày bệnh nhân phải uống bao nhiêu viên thuốc, sáng mình uống mấy viên, chiều mình uống mấy viên, sáng uống mấy viên, chiều uống mấy viên, cái tình diện của cái viên thuốc nó ra sao, cái nhiệm vụ của mình đó là phải nhớ hai viên thuốc ra. Cái viên thứ nhất là viên tiểu đường, viên tiểu đường đó là một cái viên thuốc màu trắng, màu trắng bự. Viên tiểu đường là cái viên nó đặc biệt, nó lớn hơn tất cả các viên thuốc khác, nên cái viên thuốc khác nó nhỏ à, còn viên tiểu đường nó lớn gấp 5-6 lần. Bệnh nhân dịch vô là bệnh nhân gán luôn á. Nó viên thuốc bự á, bác sĩ ơi, nhiều khi tôi uống là tôi phải cắt ra làm nửa, bẻ làm đôi á, bẻ làm đôi uống từng nửa viên thuốc á, tại vì nó rất là bự. Giờ bệnh nhân mà nói mình là viên màu trắng mà bự là mình biết luôn là viên đó là viên gì. Và cái viên thứ hai các bạn cần phải nhớ đó là viên thuốc huyết áp. Cái viên tiểu đường mà màu trắng bự cái tên của nó là metformin, metformin. Rồi cái viên thứ hai đó là viên thuốc huyết áp, đó là viên amlodipine. Amlodipine là thuốc huyết áp quốc dân. Là bệnh nhân nào cũng xài hết trơn á, ở nhà tự mua thuốc uống luôn à, thuốc dân luôn á,
tại sao viên đậu cắm đầu vàng nha, lúc nào một viên con nhỏ mà đậu cắm đầu vàng đó, đó là viên amylase pin nha. Cái thứ hai các bạn cần quan tâm đó là cái gì, đó là cái số ghi trên cái viên thuốc, nếu bệnh nhân không biết, tức là bệnh nhân nói trên cái viên thuốc nó có ghi là số 5, là trên viên thuốc nó có ghi là số 25, là trên viên thuốc nó có ghi là số 500 1000 gì đó nha. Tiểu đường nó viết một viên đó thì trên cái viên thuốc nó sẽ ghi đó là 500 nè, 750 nè, 850 nè, 1000. Không có viên thuốc huyết áp nào mà 500 750 850 ngàn cái trên đó. Còn thuốc huyết áp thì sao? Thuốc huyết áp thì viên nó là 5 mg, 10 mg, 25 mg, 50 mg. Anodimin nữa thì cái viên của nó là 5 mg nha, viên 5 mg. Cho nên bây giờ bệnh nhân mình nói cho mình biết là viên đậu trắng đậu vàng là trên có ghi số 5, là biết thuốc đó là thuốc gì. Bệnh nhân mình nói cho mình biết là cái viên đó là viên đậu trắng bự trên đó có ghi số 500, hoặc là mình biết là thuốc đó là thuốc gì. Là một ngày á, một ngày uống mấy viên thuốc, sáng bao nhiêu viên, chiều bao nhiêu viên. Mình chưa biết thuốc cho nên cái nhiệm vụ của mình là như vậy. Mình đi thi là cùng mình cũng phải ghi như vậy ha. Bây giờ đi thi mà đọc được cái bệnh án của các bạn không có ghi vậy sao? Có cảm tình. Còn mà đọc cái bệnh án của các bạn ghi là tăng huyết áp 2 năm hết, tăng đường 3 năm hết, tăng đường ha. Tại sao bác sĩ đọc thấy bác sĩ là nó thấy các bạn là chịu khó bệnh. Mà nó không chịu chứng được. Bởi vì nữa, nó không chích. Không chích thì sao? Không chích á thì tiểu đường nó có thể chích được 1 mũi, 2 mũi, 3 mũi, tối đa là 4 mũi một ngày. Nhưng mà thông thường các bạn đi là 2 mũi một ngày, 2 mũi sáng 1 mũi, chiều 1 mũi. Thường mình sẽ hỏi là thuốc là bệnh nhân chích bao nhiêu mũi một ngày, rồi mỗi lần chích vậy là bao nhiêu đơn vị. Thì cái người chích thuốc á, thường đó là bệnh nhân là người tổ chức cho mình, cho nên bệnh nhân sẽ biết á, là bệnh nhân chích bao nhiêu đơn vị. Chứ đừng có nói bây giờ là bệnh nhân chích thuốc cho bệnh nhân mà hỏi bệnh nhân không biết bệnh nhân chích bao nhiêu đơn vị nha. Bệnh nhân tự chích thuốc cho mình mà không biết sao bệnh nhân chích. Chích đùi luôn. Mày mới chích thuốc không? Ủa quên cái này chưa đâu có tiêu đùi đâu. Chứ các bạn, quên các bạn là mình đi về là mình đến cái này chích thuốc là sáng bao nhiêu đơn vị, chiều bao nhiêu đơn vị. Rồi. Tái khám. Rồi tái khám, bệnh nhân có tái khám hay là không có tái khám? Để nên biết là bệnh nhân có điều trị là không điều trị, bệnh nhân có tái khám thì khác, chứ còn bệnh nhân không đi tái khám từ điều trị ở nhà là khác nha. Rồi bao lâu tái khám một lần? Thì thông thường á, theo bảo hiểm y tế thì 1 tháng bệnh nhân sẽ tái khám một lần. Mỗi tháng đều tái khám hết, tái thuốc. Rồi, quan trọng nè, kết quả tái khám của bệnh nhân là làm sao? Rồi mình hỏi nó về, chẳng hạn bây giờ tiểu đường mình hỏi là gì chứ đâu? 2-3 tháng này, mỗi lần đi khám á, bác sĩ có xét nghiệm đường không? Chắc chắn là có rồi. Rồi mỗi lần bác sĩ xét nghiệm đường vậy, bác sĩ có nói cho mình biết, có nói cho anh biết, có nói cho chị biết là đường huyết là bao nhiêu không? Thì có bệnh nhân sẽ biết là đường huyết của bệnh nhân chính xác là con số bao nhiêu luôn? 7 chấm, 8 chấm. Có bệnh nhân không biết thì sao? Mỗi lần ra thôi là bác sĩ nói là đường ổn hay là không ổn. Huyết áp cũng vậy, huyết áp bao nhiêu, mấy lần này người ta khám huyết áp nhiêu, 12, 13, 14, hay là 15, 16. Để mình biết là cái điều trị hiện tại của mình ở nhà đó là điều trị hiện tại của mình nó đạt mục tiêu hay là chưa. Dù khi chưa đạt mục tiêu thì sao phải tăng thuốc nha. Rồi tới gì nữa, hết chưa, hết rồi không? Rồi tiếp theo, sau cái phần điều trị rồi á, thì mình cần hỏi thêm biến chứng của tăng huyết áp, biến chứng của tăng huyết áp đường. Tăng huyết áp đường và tăng huyết áp là cái biến chứng gì? Thì thường biến chứng nó giống nhau thôi. Tim mắc não thận, ha. Tim mắc não thận. Biến chứng của tăng huyết áp là tim mắc não thận. Biến chứng của tăng huyết áp đường cũng là tim mắc não thận. Nhưng mà nó có thêm hai cái nữa, nó riêng so với tăng huyết áp, tức là thần kinh ngoại biên và động mạch ngoại biên. Thì biến chứng của tăng huyết áp đường nó chia làm hai nhóm. Nhóm mạch máu lớn và nhóm mạch máu nhỏ. Nhóm mạch máu lớn bao gồm tim, não và động mạch ngoại biên, mình gom lại thành một cái nhóm gọi là nhóm mạch máu lớn. Cái nhóm mạch máu nhỏ thì mình gom lại thành một nhóm khác, đó là mắt, thận và thần kinh ngoại biên, là một nhóm gọi là mạch máu nhỏ. Thì cái nhiệm vụ của mình đó, trong cái phần tiền sử là mình sẽ khai thác xem bệnh nhân có khả năng có biến chứng hay là chưa nha. Mạch máu nhỏ, mắt, thận, thần kinh ngoại biên hay là cái gì, bệnh nhân có tiền căn mờ mắt hay không, có bị phù tái đi tái lại hay không, phù kiểu thận á, phù kiểu thận tái đi tái lại. Và cái thứ ba thật sự đi đó là bệnh nhân có tê, bị tê, tê hai tay hai chân hay là không. Thì trong phần tiền sử nếu mà bạn ghi đủ là sao, bệnh nhân không có bị phù mắt, bệnh nhân không có bị phù kiểu thận tái đi tái lại, bệnh nhân không có bị tê tay đi chân, đó là chứng tỏ là bệnh nhân này bị tiểu đường nhưng mà bệnh nhân chưa có biến chứng. Rồi mở mắt thì không cần gì để mấy bạn chỉ quan tâm phần mở mắt thôi ha.
à, phù khí thận á, mình biết là phù khí thận nó là sao, phù bị mắt trước, phù tai phù chân sau, nhưng mà thật ra anh nói gì cho đầy đủ bài bản thôi, mà thật ra đa số các bệnh nhân tiểu đường á là bị khí thận là không có gì trước gì đâu nha. Cái mà các bạn thì dễ mà không biết ở bệnh nhân tiểu đường đó là gì, đó là tê tay tê chân là cái mà thường gặp nhất. Thì đặc điểm và là triệu chứng họng này nha. Đặc điểm tê của thần kinh bọt biên của đái tháo đường á là tê kiểu mang gan mang bớn, tê kiểu mang gan mang bớn và đối xứng hai bên. Cho nên các bạn ghi triệu chứng á là phải ghi là bệnh nhân là tê kiểu mang gan mang bớn và đối xứng hai bên thì đây mới là tê của đái tháo đường. Còn các bạn ghi tê tay tê chân không thì sao, không có thông tin gì hết. Tê kiểu mang gan mang bớn là sao? Thì cái mang gan mang bớn là khi mà mình mang gan mình mang bớn kéo từ đầu xa mà kéo dần lên. Cái tay sao mình tay từ tay bị tay ở tay ở đầu xa, mình tay giờ phía trên, tay đầu ngón tay, tay đầu ngón chân, bệnh nhân tay giờ phía trên. Bệnh nhân thường sẽ mô tả với mình đó là bệnh nhân tay đầu ngón tay này, gọi là bệnh nhân tay hai bàn tay, tay hai bàn chân này, là bệnh nhân tay từ đầu ngón cho xuống, đó là tay kiểu mang nguyên bớt. Áo nào mà tay là tay ở trên này, ở trên này bệnh nhân đã tê rồi nhá, thì ở dưới bệnh nhân cũng sẽ tê luôn, chứ không bao giờ mà ở phía trên này tê, ở phía dưới này thì không tê, ở phía dưới này tê, còn tê tê hết thì tê phía dưới luôn nha. Có trường hợp nào ở đây tê, ở đây không tê, ở đây tê, ở đây không tê không? Có không? Có không? Đúng rồi. Không có gì tê, mở bệnh nhớ trường hợp đấy, mở bệnh nhân cho bệnh nhân có gan bớt mình đang bị lửng không? Yeah. Đây là tê đều ở chân nha, tê đều ở chân nha, chứ không có tê mà lửng cho này con kia không thấy. À, cái đặc điểm thứ hai cũng là đặc điểm quan trọng nhất của cái tê nha, tức là đối xứng hai bên nha, đối xứng hai bên. Trường hợp nào bây giờ nói bệnh nhân mà bên này tê bên này không tê làm sao, cái tê bên này là do nguyên nhân khác, nó do bị tổn thương thần kinh ở đâu đó tôi không biết, nhưng mà không phải là tiểu đường nha. Tiểu đường là phải đối xứng hai bên, tê hai tay, tê hai chân luôn nha. Bên cơ xương khớp nó hay là đầy đó, bệnh nhân này bệnh nhân bị tê tê đâu phân nửa bàn tay này nè, bên này không có tê, hỏi gì nguyên nhân này là khả dĩ nhất trong bốn nguyên nhân sau đây, cho tụi biết tăng ca được biết nhà bệnh nhân nhập viện là trăm mấy ba trăm gì đó, cái sau thì ABCD cho nó có đá đường, nên là loại trừ cái đá đường kia, tại vì bệnh nhân sau tê một bên phải là tê hai bên kia, đó là loại trừ nguyên nhân đó, nó đá đường phải tê hai bên, đó là đặc điểm quan trọng nhất đấy nha. Rồi cái đó là đặc điểm đó với biến chứng mạch máu lớn thì sao, tim não và động mạch ngoại biên, tim hỏi gì, tim hỏi triệu chứng gì, tim hỏi triệu chứng đau gì, đau ngực, 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 đau ngực,